Bách thủ thư sinh Tác giả, Ngoạ Long Sinh Hồi 19 Vô lượng thủ pháp Khoác bộ mặt trầm dầm như cái bánh bao bị mắc mưa, Lâm Quy quay lại tòa lầu bát giác. Y chạm mặt ngay với long cơ bà bà đang ngồi uống trà trên gian đại sảnh có vẻ sốt ruột chờ y, thấy Lâm Quy bước vào với bộ mặt hậm hực đó, long cơ bà bà nheo mày, đứng lên. Đã có chuyện xảy với Lâm đệ đệ rồi. Lâm Quy hậm hực nói, "Nhục Nhã, nhục nhã đến chết đi được." Nắm tay Lâm Quy lại, Long Cơ bà bà định nói câu gì đó nhưng lại bị Lâm Quy giằng tay lại. Hành động của gã khiến Long Cơ bà bà phải sờ sững, ngơ ngẩn. "Đệ đệ làm gì vậy?" Lâm Quy bước lại bàn trà, bưng cả bình trà dốc vào miệng tu ừng ực. Gã giằng bình trà xuống bàn nhìn lại Long Cơ bà bà, buộc miệng buông một câu bằng giọng sắc sượt thật là vô tích sự. Những lời của tỷ nói ra đều là những lời chót lưỡi đầu môi chẳng có tích sự gì cả. Nghe Lâm Quy nói câu này, mặt lông cơ bà bà đỏ bừng vì giận. Nện thiền trượng xuống sàn gạch. Cạch Những tưởng đâu nội lực của lông cơ bà bà sẽ cạn kiệt theo thời gian nhưng không ngờ nền gạch lại rạn nứt bởi cái nện rất khẽ của bà ta. Long cơ bà bà nhìn Lâm Quy nói, tại sao đệ đệ lại thốt ra câu đó với tỷ? Đã có chuyện gì xảy ra với đệ? Lâm Quy ngồi xuống ghế, y nghển đầu chìa của mình ra trước. Đây, tỷ xem đi. Những dấu trảo công còn in trên cổ đệ đó. Thật là nhục nhã. Nếu Lâm Quy không may mắn thì khó mà giữ được mạng để quay về với tỷ. Đôi chân mày được kẻ mỏng như lá liễu của long cơ bà bà thoạt nhíu lại, tỷ đâu có thấy gì đâu. Lâm Quy hậm hực nói. Mắt tỷ đuôi rồi sao mà không thấy chứ? Quả thật. Tỷ chẳng thấy có dấu gì cả. Lạ thật. Hắn đã đặt trảo công vào ít hầu đệ, bóp chịp lại thế mà không để lại dấu vết gì. Kể cũng lạ đó. Nói như vậy, kẻ bức hiếp đệ phải là một cao thủ thượng thừa. Lâm Quy hất mặt nói còn hơn một cao thủ thượng thừa nữa. Nói vậy là sao?" Lâm Quy hậm hực nói. "Còn sao nữa?" Long Cơ tỷ tỷ tự nhận mình là thiên hạ đệ nhất võ lâm, ai nghe đến tỷ cũng siêu hồn lại phách. Thế mà gã này nghe đến ngoại danh Long Cơ đã không sợ còn suýt giết chết Lâm Quy này nữa. Y nói nếu tỷ muốn gặp y thì cứ đến Giang Thảo xá nằm ven dòng Dương Tử. Mặt Long Cơ bà bà nhăn lại, tục danh của y là gì y dụng binh khí gì nói cho tỷ biết ơ ờ, y chẳng có tục danh ngoại danh gì cả tuổi thì chỉ lớn hơn đệ độ một hai tuổi thôi dáng người thư sinh nhưng thần nhãn thì lạ có uy quan vô cùng tỷ muốn biết hắn dùng binh khí gì chẳng có binh khí gì cả không có binh khí lâm quy gật đầu chẳng có binh khí gì nhưng y lại xem thường tỷ. Cứ như trong mắt y chẳng có long cơ thần nữ trên cõi đời này. Lâm Quy gằn giọng nói. Long cơ tỷ tỷ nói đệ muốn gì cũng được phải không? Long cơ bà bà gật đầu. Đúng. Đệ muốn gì ta sẽ làm theo ý của đệ. Lâm Quy bưng bình trà đưa lên trước mặt. Y bất ngờ vung tay nện bình trà xuống sàn gạch. Bốt bình trà vỡ tan, nước trà văng tung tóe, bệnh cả vào gấu áo trường y của long cơ bà bà. Lâm Quy nói, Đệ muốn tỉ đem thủ cấp của gã kia cho đệ, để đệ đập vỡ nó như đập bình trà này. Ta cũng có ý đó. Thế thì chừng nào tỷ mới đem thủ cấp của gã kia về đây? Ngay bây giờ. Long cơ bà bà nói dứt câu, quay lưng lắc vai thi triển khinh công lướt ra cửa không một ai có thể tưởng được long cơ bà bà lại có kinh thuật siêu tuyệt như vậy. So với tuổi tác của long cơ bà bà thì những ai cao niên như mụ khó mà đi đứng chững chạc, nhưng với long cơ bà bà thì khác hẳn, với lẽ thường tình đó thân pháp của long cơ bà bà nhẹ tên như lông hồng, phiêu bồng lướt trên mặt gạch, thoát cái đã mất dạng ngoài cửa. Lâm Quy nhìn theo long cơ bà bà, điểm một nụ cười mỉm, nhẩm nói, Mụ không đem được cái đầu của gã kia về cho Lâm Quy thì sau này đừng có bô bô cái miệng khoác lác với ta nữa." Trở lại với Long Cơ bà bà. Với kinh thuật siêu phàm xuất chúng, chẳng cần đến con thuyền nan mà Long Cơ bà bà vẫn băng qua dòng Dương Tử như thể người đi trên mặt nước. Bà ta đi thẳng đến ngôi thảo xá nằm ven dòng sông. Đứng ngoài cửa thảo xá, Long Cơ bà bà quắt mắt nhìn người thư sinh đứng chắp tay sau lưng dõi mắt nhìn ra ngoài khơi y như thể chẳng hề phát hiện sự xuất hiện của long cơ bà bà. Long cơ bà bà chống gậy bước lên những bậc tam cấp bước vào thảo xá. Tiếng lệnh thiền trượng cộc cộc những tưởng người kia quay mặt nhìn lại, nhưng y vẫn như kẻ bàn quang không nghe tiếng thiền trượng nện xuống gạch. Y mãi giỏi mắt ra ngoài dòng dương tử, nhẩm đọc hai câu thơ trong bài thơ vịnh Hoàng Hạc Lâu. Nhật mộ hương quan hà xứ thị Yên ba giang thượng sử nhân sầu Long cơ bà bà gằn giọng nói, ngâm hay lắm. Nhưng ngươi là ai? Thư sinh từ từ quay lại đối mặt với Long cơ bà bà, y từ tốn ôm quyền. Tại hạ là hạ tuấn luận, hậu nhân đích truyền của thượng quan nghi. Long cơ bà bà nhíu mày, hóa ra là bách thủ thư sinh, thảo nào lâm đệ đệ của bổn nương không bị ngươi bức nhục. Lâm công tử nhờ Long cơ bà bà đến đòi lại cái nhục đó. Long cơ bà bà gằn giọng nói. Không sai. Và ngươi hẳn đã ở đây để đợi bổn nương. Quả thật tại hạ đến đây chủ đích để chờ Long cơ bà bà. Ngươi muốn thị chứng võ công của Long cơ bà bà. Tuấn luận gật đầu. Phản bối có ý đó. Thế thì còn chờ gì nữa mà chưa xuất thủ chưa xuất thủ vì vãn bối còn có lý do khác. Quy quan của Long cơ bà bà ánh lên cái nhìn bất nhẫn lia thẳng vào mặt hạ tuấn luận. Người còn lý do gì nữa? Vẫn những nét điềm đạm, nhu hòa, tuấn luận ôn nhu nói. Vãn bối nghe danh Long cơ bà bà là một đại cao thủ đời trước, võ công đã đạt đến cảnh giới lưu hỏa thuần thanh. Không sai. Ngươi nên tin vào lời đồn đại đó của thiên hạ thế ai minh chứng cho lời của bà bà rất tiếc những kẻ biết được võ công của bổn nương đều đã tán mạng bởi ngọn thiền trượng này họ đã chết tất không thể minh chứng được cho lời của bà bà người chết thì không thể làm chứng được nhưng ngươi cũng sẽ chết như những người đó thôi nên cần gì phải có kẻ làm chứng cho lời của ta tuấn luận nhìn thẳng vào mặt long cơ bà bà nếu như tuấn luận thắng long cơ bà bà thì sao Ngươi không thể nào thắng được ta. Nếu thắng thì tại hạ được gì? Hừ nhạt một tiếng, Long cơ bà bà đanh giọng nói. Nếu ngươi thắng được Long cơ bà bà thì ngươi có thể tự xưng mình là thiên hạ đệ nhất võ lâm. Ai có thể tin vào lời của tại hạ được? Tiểu tử, ngươi đang nằm mơ mới nghĩ thủ thắng được Long cơ bà bà. Tại hạ sẽ thắng. Đừng vọng tưởng. Điều đó chẳng bao giờ xảy ra đâu. Nhưng nó sẽ xảy ra. Trên võ lâm thì lão phương trượng trụ trì thiếu lâm tự, cũng chỉ có thể chịu đựng được 30 hiệp đấu với long cơ bà bà. Chẳng lẽ một tiểu tử như ngươi lại có thể thắng long cơ bà bà sao? Nhưng tại hạ sẽ thắng. Mà tại hạ thắng trận này thì phải cho võ lâm biết. Chính vì thế tại hạ muốn có vật chứng cho cuộc đấu này. Ngươi muốn sẽ được thôi. Hy vọng ngươi chịu nổi 30 hiệp của long cơ bà bà thì ngươi đáng để danh cho hậu thế rồi đó. Tuấn Luận vẫn giữ vẻ tự tin, nhưng rất ôn nhu nói. Bà bà muốn để lại vật chứng gì cho tại hạ? Long cơ bà bà khẽ nện thiền trượng xuống nền gạch. Nếu như tiểu tử thắng ta, ngươi sẽ có hạt minh châu, minh chỉ đính trên đầu thiền trượng đây. Tuấn Luận gật đầu. Ít ra tại hạ cũng được biết mình sẽ có được thứ gì trong cuộc đấu với Long cơ bà bà. Nghe Tuấn Luận thốt ra những câu nói đó bằng chất giọng khá tự tin, nên Long cơ bà bà cũng trùng lòng. Bà miếng môi gằn giọng nói. Ta nghĩ ngươi giữ cái đầu đã khó rồi còn đâu mà tơ tưởng đến minh chỉ thần châu. Tại hạ thử thời vận của mình xem số đỏ hay số đen. Ngươi đang mang số đen thì đúng hơn. Rút binh khí ra đi binh khí của tại hạ là hai bàn tay thịt thế thì ngươi chết chắc rồi hẳn lâm đệ đệ của bổn nương sẽ rất vui và mãn nguyện khi bổn nương đem đầu của ngươi về trao cho y hành xử kẻ bại trận phải biết chấp nhận phán quyết của người thắng trận tuấn luận vừa nói vừa nhón hai ngón tay rút cây trâm ghim trên cột thảo xá chàng nâng cành trâm cho long cơ bà bà thấy tại hạ mạo phạm xin kính lão tiền bối chiếc trâm vàng này nó hẳn cần cho lão tiền bối hơn là viên minh chỉ thần châu. Lời vừa dứt, tuấn luận búng cây trâm. Ngọn trâm thoát ra khỏi tay chàng nhanh như tia sét lướt đến long cơ bà bà. Đối phương đã ra tay, long cơ bà bà đâu thể đứng yên được. Ngọn thiền trượng chỉ hơi nhích động hứng thẳng lấy cành trâm. Cạch Cành trâm điểm vào đầu ngọn trượng, nó bật lên trên bốn bộ. Long cơ bà bà hoành đảo ngọn thiền trượng bổ tới tuấn luận, Trưởng pháp của Long Cơ bà bà quả là ngoài sự tiên liệu của những ai nghĩ đến tuổi tác của bà. Trưởng chưa đến nhưng lực kình của trưởng pháp đã tạo ra áp lực khủng khiếp đè lên Tuấn Luận. Không đóng thẳng đỡ thẳng vào trưởng pháp của Long Cơ bà bà, mà bằng thuật mê tông bộ, Tuấn Luận lạng người lách qua vùng trưởng ảnh trùng trùng điệp điệp. Lách tránh trưởng ảnh trùng điệp với sức mạnh sơn đảo hải của Long Cơ bà bà, Tuấn Luận cách không búng chỉ điểm vào cành trâm buộc nó phải đổi hướng mũi trâm một lần nữa lại chuyển hướng theo ý Tuấn Luận hướng về Long Cơ Bà Bà. Long Cơ Bà Bà giật mình vì phát hiện ra cành trâm đó nhưng thấy nó không công vào tử huyệt của mình mà lại hướng lên búi tóc, nên bỏ mặt cành trâm mà vung thiền trượng tới sau lưng Tuấn Luận. Đầu thiền trượng chụp đến Tuấn Luận thì chàng điểm mũi dày lướt ra ngoài dòng dương tử. Ngọn thiền trượng của Long Cơ Bà Bà công hụt đối phương, nện luôn vào cột thảo xá. Tầm cây cột gãy đôi, nóc thảo xá đổ sụp xuống, long cơ bà bà thét lên một tiếng lớn, thân pháp quay tròn như chiếc bông vụ lướt lên cao. Nóc thảo xá bị thiền trượng phá tan thành bụi, cuốn theo những đạo dư kình tuôn ra ngoài dòng sông. Long cơ bà bà chẳng cần tới điểm tựa khi thể pháp còn phiêu bồng trên cao, mà vẫn chuyển hướng thi triển khinh pháp siêu phàm lướt theo tuấn luận. Mụ vừa lướt theo tuấn luận vừa thét. Tiểu tử, ngươi không chạy thoát tay bổn nương đâu. Ngoan ngoãn thì quy đầu chịu án đi. Ta sẽ tha mạng cho ngươi. Người trước kẻ sau, vụt cái đã lướt ra giữa dòng sông. Đôi cước pháp của Tuấn Luận lẫn long cơ bà bà như thể đạp trên những con sóng dương tử mà lướt đi. Đang lướt về phía trước, bất thình lình Tuấn Luận chợt đảo người con dao long lộn ngược về sau. Đôi thủ pháp của chàng biến hóa tạo ra cả một vùng trưởng ảnh trùng trùng điệp điệp chụp thẳng đến long cơ bà bà. Long cơ bà bà đang tự đắc những tưởng túng luận bỏ chạy bất ngờ thấy cả một màn ảnh thủ trùng trùng điệp điệp hiện ra trước mắt mình chẳng biết đâu là hư đâu là thực hiện tượng đó khiến lão mẫu long cơ phải lúng túng mặc dù lúng túng nhưng long cơ bà bà không hổ danh là một đại cao thủ đời trước ngọn thiền trượng liền biến hóa thành muôn vàng bóng ảnh trượng đón thẳng lấy vùng ảnh thủ của đối phương chắc chát chát Sóng trường gian cuồn cuộn hóa thành những lọn sóng thần bởi dư kình do trưởng và trường chạm vào nhau phát ra. Khi đó thẳng vào trưởng ảnh của đối phương, Long cơ bà bà mới giật mình phát hiện ra nội lực của đối phương không tầm thường như bà tưởng. Cả tuấn luận và Long cơ bà bà bị bật ngược về sau bốn trường. Lúc này mới là lúc căng thẳng nhất, bởi dưới chân họ là mặt nước chứ không phải mặt đất, chỉ một chút kinh suất thôi thì họ sẽ rơi tỏng ngay xuống dưới nước. Long cơ bà bà nghiến răng, dùng nội lực vào cước pháp để giữ thân không bị chìm xuống. Mặc dù vậy, chân của long cơ bà bà vẫn chìm qua mặt nước đến mắt cá bởi vì nội lực còn phải phân tán để thủ ngọn thiền trượng nặng trên 500 cân. Bên kia tuấn luận chỉ hơi cho mình đã phiêu bồng lướt trên mặt nước. Xem chừng chàng không có chút khó khăn gì khi phải vận dụng thuật kinh công trụ thân đứng trên sóng nước. Long cơ bà bà thấy đối phương có phần hơn mình khi giao thủ trên mặt nước liền hiểu ra ngay ý đồ của đối thủ. Chẳng nói một tiếng, long cơ bà bà lạng bộ, ông theo ngọn thiền trưởng lướt vào trong bờ. Tất nhiên Tuấn Luận đã có chủ đích trước, đâu để cho long cơ bà bà có cơ hội quay vào trong bờ sông. Chàng lắc vai đạp trên sóng nước lướt qua đầu long cơ bà bà, rồi dụng sông thủ tạo ra một màn ảnh thủ dày đặc tập kích trực diện đối phương. Tình thế chẳng đặng đừng, Long cơ bà bà dù muốn hay không muốn cũng phải phân tán nội lực để dựng trượng đón thẳng lấy bóng ảnh thủ của Tuấn Luận. Chát! Chỉ một âm thanh khô khốc đó thôi, nhưng đầu thiền trượng đã nằm gọn trong hữu thủ của Tuấn Luận rồi. Tuấn Luận thét lên một tiếng, đẩy nội lực dồn lên đầu thiền trượng. Cả hai đều chẳng có điểm tựa dưới chân ngoài những con sóng dương tử thì sự phân định thắng bại được định đoạt bằng kinh công của hai người. Long cơ bà bà đâu muốn mất thiền trượng vào tay tuấn luận buộc phải kiềm giữ, nhưng khốn nổi lại phải phân chia nội lực nếu không muốn chìm xuống nước. Sắc diện long cơ bà bà lộ rõ những nét bối rối và lúng túng. Tuấn luận nói Tại hạ mạo phạm đắc tội vôi bà bà. Chàng vừa nói vừa buông thiền trượng, nhưng lại cất mình lên cao để chân đạp xuống đầu trượng. Đầu trượng bị chút xuống mặt nước, trong khi long cơ bà bà vừa dùng nội lực phản kháng lại đối phương. Sự biến quá ư đột ngột khiến Long cơ bà bà không thể nào làm chủ được mình trong tình huống đó. Long cơ bà bà không thể nào có phản xạ kịp trong khi tuấn luận lại lợi dụng thần trượng làm điểm tựa ra chiêu công. Trảo pháp của chàng chấp động chụp đến ít hầu long cơ bà bà trong khi mụ đang lúng túng. Thế công của tuấn luận buộc long cơ bà bà phân tán tâm thức. Vừa phân tán nội lực, giờ lại phải phân tán thần trí để đối phó, vô hình trung long cơ bà bà lại càng bị động. Sự biến diễn ra thật nhanh, cứ như ngọn thiền trượng quá nặng kéo tuột long cơ bà bà xuống mặt nước dương tử. Thể pháp của long cơ bà bà vừa mất hút xuống mặt nước thì trảo công của Tuấn Luận cũng thọc tới chụp vào cổ áo mụ kéo lên. Tay vẫn nắm cứng thiền trượng nhưng long cơ bà bà chẳng khác nào gà bị rơi xuống nước, mặt mày tái mét ho sặc sụa. Tuấn Luận nắm cổ áo long cơ bà bà như sách một con gà rù, lướt vào trong bờ chàng đặt lông cơ bà bà xuống gền đá trong khi mụ vẫn không ngừng ho sằng sặc. Khi lông cơ bà bà cắt được những cơn ho sặc thì sắc diện đã tái nhờn, tái nhật. Mụ nhìn Tuấn Luận nói. Ngươi, ngươi đã có chủ đích. Nhìn thẳng vào mặt lông cơ bà bà. Tuấn Luận nghiêm giọng nói. Phạm như tại hạ muốn giết bà bà thì thử hỏi bà bà có còn giữ được mạng mình không? Long cơ bà bà miếng môi buông một tiếng thở dài lông cơ bà bà lắc đầu ta thua ngươi cuộc khảo chứng võ công nào cũng phải có kẻ bại người thắng lông cơ bà bà lại ho sặc một tiếng mụ gắt giọng nói ta thua nhưng ta không phục nếu như cuộc giảo chứng này được tái đấu trên mặt đất thì chưa chắc mụ đã thua ngươi đâu bà bà đã nói vậy thì tại hạ sẽ cho bà bà một cơ hội khác để lấy lại danh dự nhưng hôm nay ta không phải là đối thủ của ngươi chứ gì tuấn luận gật đầu có lẽ vậy ngươi không nói ta cũng tự biết điều đó long cơ bà bà nói dứt lời tháo minh chỉ thần châu đính trên đầu thiền trượng đặt vào tay tuấn luận ta sẽ đoạt lại hạt thần châu này chàng nhìn long cơ bà bà nói hóa ra minh chỉ thần châu có tới hai hạt ư một hạt ở trong tay trang chủ mạc thiên vân còn một hạt thì bà bà giữ lạ thật đó long cơ bà bà cướp lời tuấn luận minh chỉ thần châu làm gì có hai chỉ có một thôi vậy chắc chắn hạt minh chỉ thần châu của mạc thiên vân trang chủ là hạt giả đúng như vậy đó tuấn luận cười khẩy bà bà không nói ra tại hạ cũng đoán được nói giúp tô tuấn luận quay bước rời gần đá Long cơ bà bà chống trượng gượng đứng lên gọi theo chàng. Hê! Hey, nếu ta muốn gặp ngươi thì gặp ở đâu? Tuấn Luận dừng bước, quay lại nói. Tại hạ chẳng có một chỗ hẹn cho bà. Chàng ôm quyền. Cáo từ. Tuấn Luận quay lưng thi triển kinh công lướt đi, chỉ trong chớp mắt bóng chàng đã mất hút ngoài tầm mắt của Long cơ bà bà. Tuấn Luận đi rồi, Long cơ bà bà mới thất thểu bỏ đi quay về gian lầu bát giác. Đứng dưới những bậc tam cấp, long cơ bà bà lưỡng lự không muốn bước vào. Cổ họng bà ta như thể bị nghẹn cứng không rít nổi một luồng chân khí khi nghĩ sẽ phải đối mặt với Lâm Quy. Chợt trong đại sảnh tiếng cười khanh khách của Lâm Quy cất lên. Tràng tiếu ngạo của gã nghe thật sản khoái và phấn khích. Nghe tiếng cười của Lâm Quy, long cơ bà bà không thể dằn lòng được khi nghĩ đến nhị nương và tam nương khuôn mặt đầy vết nhăn của Long Cơ bà bà càng nhăn hơn khi tưởng tượng đến những hoạt cảnh đang diễn ra trong đại sảnh giữa Lâm Quy với nhị nương và tam nương. Nghĩ đến những hoạt cảnh đó, lòng dạ Long Cơ bà bà rối như tơ vò và lại nao nao sự giận hờn, rồi biến thành cơn phẫn nộ. Không nghĩ đến tình trạng của mình hiện tại, Long Cơ bà bà tung chưởng vỗ vào cửa đại sảnh. "Ầm!" Cửa đại sảnh bật tung ra, Long Cơ bà bà lướt vào. Long cơ bà bà chẳng thấy nhị nương hay tam nương đâu, và cũng chẳng có hoạt cảnh nào theo sự tưởng tượng của mụ, ngoại trừ Lâm Quy đang ngồi đối ẩm với lão tổng quản trừ khả hỷ. Lâm Quy tròn mắt nhìn Long cơ bà bà. Không như mình tưởng tượng, mặt Long cơ bà bà sượng chính, đứng thừa ra như thể bị chôn chân xuống sàn gạch. Lâm Quy cứ nhìn bà mà không chớp mắt. Long cơ bà bà gượng nói. Đệ đệ có ý gì mà nhìn ta bằng ánh mắt đó? Lâm Quy đứng lên. Lâm Quy đã hiểu ra mọi sự rồi. Nghe gã nói sắc diện long cơ bà bà đỏ bừng vì thẹn. Buông một tiếng thờ dài, long cơ bà bà nói. Ta đã thua bách thủ thư sinh hạ tuấn luận. Lâm Quy bước đến trước mặt long cơ bà bà. Y lắc đầu nói. Tỷ tỷ không nói ra nhưng thấy bộ dạng của tỷ tỷ giống như gà mắt nước chứng tỏ tên thư sinh hạ tuấn luận đó đã cho tỷ một bài học nhớ đời. Long cơ bà bà gượng đáp lời gã ta thua hạ túng luận nhưng không phục một ngày nào đó ta đem cái thủ cấp của gã về dân cho đệ đệ mụ nói xong chống thiền trượng bỏ đi vào điện lâm quy nhìn theo sau lưng long cơ bà bà lẩm nhẩm nói thua thì cứ chịu thua cho rồi còn giả vờ nói thua mà không phục chờ tỷ đem được đầu của bách thủ thư sinh đến dân nạp thì lâm quy chắc đã về chầu tiên tổ